Ở đây đi thì mình đi taxi không à, gọi taxi tới là đi. Ở thành phố Sa Đéc có taxi. Đây đi vô cái tiệm này để mua đồ gia dụng. Mua nồi cơm điện. Hai. Stop at the electronic store in Static City. They're pretty good size electronic store. They sell a lot of stuff. And they are quite expensive too. They're not cheap. Right here, they sell a lot of different type of electronic control refrigerator. Lots of them. Yeah, đây là cái nồi. Cái này kêu là cái nồi cơm điện. Mua xong rồi, bây giờ mình ra đón taxi để đi về. Ô, có chiếc taxi đậu sẵn chờ mình nè.